Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, trong tuần này, các sóng lạnh ở phía Bắc liên tục tăng cường, khiến cho gió Đông Bắc ở các vùng biển phía Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Độ cao sóng cũng tăng lên và dao động từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ do nguồn ẩm phát triển nên cả ngày trời nhiều mây, âm u, đêm và sáng sớm thì tình trạng mưa phùn, mưa nhỏ cộng với sương mù diễn ra nhiều nơi, làm cho tầm nhìn giảm nên việc lưu thông của tàu thuyền gặp khó khăn. Trong khi đó, xuôi về phía Nam, trên hầu khắp các vùng biển ven bờ của miền Trung và miền Nam nước ta kéo dài ra đến khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, cường độ gió duy trì ở mức cấp 4, cấp 5, thời tiết ổn định nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Dự báo từ giờ cho đến hết tuần, và đợt sóng lại ở phía Bắc còn được tăng cường, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình hoặc khá, gió thường ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, nên nhìn chung các vùng biển phía Bắc tiếp tục động nhẹ, ngoại trừ các tàu nhỏ và thuyền thúng của bà con nên hạn chế ra khơi thì các tàu thuyền khác có thể hoạt động bình thường tại các khu vực này sau đây sẽ là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Mời quý vị và bà con ngư dân cùng theo dõi. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía Nam. Chính vì thế mà đêm nay và sáng mai, gió trên vùng biển này vẫn thịnh hành hướng Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, khiến tầm nhìn giảm xuống từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Biển hơi động, đến đêm ngày mai 13 tháng 3, không khí lạnh lại tiếp tục tăng cường, nên gió Đông Bắc lại mạnh lên đôi chút, đạt mức cấp 5, có lúc cấp 6. Các tàu thuyền nhỏ cần chú ý. Giống như khu vực phía Bắc, trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc cũng đạt mức cấp 4, cấp 5 nên biển hơi động nhẹ, sóng cao dưới 2 mét nên không gây nhiều nguy hiểm cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Tuy nhiên, vào đêm và sáng sớm, thì mưa phùn, mưa nhỏ kết hợp với sương mù dày đặc tiếp tục diễn ra làm giảm tầm nhìn trên biển xuống tới vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió tại đây có hướng đông bắc đến đông với cường độ cấp 4 cấp 5. Mưa nhỏ chủ yếu xảy ra vài nơi ở vùng ven bờ. Thời tiết nhìn chung vẫn ủng hộ cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Trong đêm nay và ngày mai cũng chịu tác động của đời gió đông đến đông bắc, cường độ không mạnh chỉ khoảng cấp 4, tình trạng biển bình thường, thời tiết vẫn ít mưa, tầm nhìn thông thoáng nên an toàn cho mọi hoạt động hàng hải dọc theo vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo. Tại đây thì gió Đông Bắc thổi đều với cường độ là cấp 5, trời hầu như không mưa, tầm nhìn tốt trên 10 km, sóng biển cao từ 1,25 cho đến 2,25 m. Nên nhiệt độ ở mức vừa phải nên thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của bà con ngư dân. Ngoài ra các tàu thuyền có trọng tải lớn cũng hoàn toàn yên tâm tổ chức các hoạt động đánh bắt xa bờ trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên với các tàu thuyền nhỏ thì bà con cần lưu ý. Sang đến khu vực biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc Thổ Chu. Trong 24 giờ tới, thời tiết tiếp tục ổn định với đêm không mưa ngày nắng. Gió duy trì hướng đông đến đông bắc với cường độ trung bình yếu nên sóng biển thấp và ủng hộ cho các hoạt động đánh bắt của ngư dân cũng như các hoạt động du lịch biển. Vùng biển Vịnh Thái Lan trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tiếp tục khô giáo, không mưa, chưa chiều có nắng, đồng thời gió thổi nhẹ, biển lặng sóng êm nên thích hợp cho mọi hoạt động hàng hải trên khu vực. Quay trở ra khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay nơi đây còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, biển hơi động. Tuy nhiên thời tiết lại khá tốt, trời ít mưa tầm nhìn tốt nên thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Dự báo đêm ngày mai những sóng lạnh phía Bắc sẽ được tăng cường yếu nên gió Đông Bắc sẽ mạnh lên đôi chút ở mức cấp 5, cấp 6, đôi lúc giật cấp 7. Chính vì thế các hoạt động đánh bắt xa bờ sẽ ít thuận lợi do sóng lớn. Đối với khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, nằm xa hơn về phía Nam cho nên trong đêm nay và ngày mai, vùng biển này có gió Đông Bắc cường độ trung bình cấp 4, cấp 5. Thời tiết ít mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn thông thoáng nên ủng hộ cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Cuối cùng là khu vực Nam biển Đông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, nơi đây vẫn sẽ chịu tác động của đời gió đông bắc cường độ cấp 5. Mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, ban ngày có nắng nên tầm nhìn xa khá tốt ở trên 10 km. Sóng biển dao động từ 1 cho đến 2 m, có lúc lên cao trên 2 m. Tuy nhiên nhìn chung không ảnh hưởng đến các tàu thuyền có trọng tải lớn. Cảm ơn quý vị và bà con ngư dân đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.